Xin chào tất cả các anh chị. Hôm nay Moan sẽ chia sẻ với các anh chị ca khúc Bóng Mây Qua Thềm bằng tiếng ED. Ca khúc này thì các anh chị cũng đã yêu cầu khá là lâu rồi, nhưng mà mãi hôm nay Moan mới hoàn thành ca khúc này, thì nên cũng rất là mong anh chị chúng ta thông cảm và chia sẻ như vậy. Và Moan cũng xin trao đổi và chia sẻ với anh chị là trong quá trình dịch, Moan cũng sẽ cố gắng sao cho dịch nó sát nội dung, sát ca từ để các anh chị cảm nhận nó tốt hơn. Tuy nhiên thì làm được việc này thì nó rất là khó, bởi vì như các bạn biết đấy, cái phong tục tập quán của người D cũng như cuộc sống sinh hoạt đời thường ấy, nó khác với người Việt mình. Nên là trong quá trình dịch thì Moan cũng cố gắng sao cho phản ánh được cái nội dung sinh hoạt cũng như đời thường của người D, thì lúc đó thì Moan nghĩ là họ nghe, họ cảm nhận và dễ đồng cảm và chia sẻ hơn. Cũng rất là mong là như vậy. Nên là một số bài vừa rồi đó các bạn cũng thấy Mon dịch thì nó không có phản ánh đúng cái nội dung trong ca khúc đó, thế nhưng mà nó lại phản ánh được cái nội dung của người dân tộc mình. Thì như vậy thì Mon nghĩ là nó sẽ đồng cảm và chia sẻ hơn. Xin chia sẻ như vậy. Và trước khi thu âm thì Moan sẽ hát tặng các anh chị bằng guitar này để các anh chị cảm nhận nó thực tế hơn, sâu sắc hơn. Còn khi thu rồi thì nó lại vấn đề khác. Xin cảm ơn anh chị rất là nhiều. Cờ tay bóng ta cuộc hàng
chừng ngàn tim tư.